Hello, hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Linh Andy đây. Và trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến tựa game Mega Đại Chiến các bạn nhé. Và lần đầu tiên thì xin lỗi các bạn một tí, bởi vì là ngày hôm nay thứ bảy ấy, thì mình lại có việc một tí, mình bận việc ở công ty. Đấy, đang có đại hội thể thao đây, nên hôm nay mình sẽ đi gọi là tham gia đại hội thể dục thể thao một tí. Cho nên là tối nay theo như thường lệ thì mình sẽ livestream lúc 7:30 đúng không? Nhưng mà thôi thì hôm nay mình phải đi đến tận 11 giờ đêm mới về. Cho nên là hẹn các bạn vào tối ngày mai chủ nhật nhá. Ok, và ngày hôm nay thì mình đi Bắc Giang các bạn ơi. Nên là không biết là có anh em nào ở Bắc Giang thì chúng ta gặp chào nhau ngay nhá. Ok, còn trong nội dung video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về xem là Pokemon SSR nào mạnh nhất cái game Mega Đại Chiến tính đến thời điểm hiện tại các bạn nhá. Ok, thì đây bởi vì là có một bạn hỏi mình là Minh Nhân Nguyễn không ạ? Anh ơi, SSR thì nên chơi con nào anh? Thì ok, trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem SSR thì có con nào ok các bạn nhá. Ok, thì nói về SSR ấy, thì chúng ta lại phải nói đến là đầu tiên ấy, thì cái sức mạnh của các cái Pokemon ở trong cái tựa game Mega Đại Chiến này nó khá là cân bằng. Đấy, nói chung là nó cũng không có bị lệch giống như bên Bảo Huyền Thoại, chỉ chơi được một vài em. Mà ở cái tựa game này ấy, thì chúng ta chơi được rất rất nhiều em Pokemon, lý do là bởi vì nó cực kỳ cân bằng. Thứ hai nữa, đó chính là Pokemon Tanker ở trong cái tựa game này thì nó lại không có gọi là cái sao mà thu hút skill đơn thể. Đấy, ví dụ như bình thường ở bên Bảo Bối Huyền Thoại khi chúng ta tăng sao lên là mấy em Tanker này nó sẽ có thể thu hút skill đơn thể, khiến cho những em đơn mục tiêu chỉ đánh được vào tanh thôi. Thế nhưng ở Mega Đại Chiến này thì nó không hề như thế. Cho nên là cái việc chúng ta đánh tay á rất ok, hoặc là auto thì lên level cấp cao xíu là đánh cực kỳ ổn luôn các bạn nhá. Cho nên là Pokemon đây ngon lắm, cân bằng, cho nên là con gì cũng chơi được cả. Đấy, khoái nhất là chỗ đấy các bạn ạ. Thế cho nên là trong video này thay vì mình sẽ trả lời là Pokemon nào mạnh nhất game thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là build một cái đội hình làm sao để cho nó tối ưu hóa được cái con Pokemon SR của bạn. Đấy, để khiến cho nó trở nên gọi là mạnh mẽ nhất. Ok, thì trong cái tựa game Mega Đại Chiến này thì mình thấy có một vài em cực kỳ là ổn áp. Và để build được đội hình ấy thì chúng ta phải dựa trên Pokemon SR mà trạng thái chúng ta quay ra. Đấy, ví dụ như là Suicune là một trong những em Pokemon trạng thái. Ở đây thì các bạn nhìn không rõ, tuy nhiên là mình sẽ vào trong phần đội hình của mình để cho các bạn xem. Lấy ví dụ luôn từ em Pika đi. Thì đây, Pokemon trạng thái các bạn nhé. Trạng thái tức là nó gây ra những cái hiệu ứng khống chế. Đấy, cực kỳ là khó chịu. Có những cái debuff khiến cho đối phương bị dính cái debuff đấy thì chịu ảnh hưởng rất là nhiều. Tiếp theo nữa, đấy, cho các bạn xem qua một chút. Đó chính là em. Đây, mình sẽ chọn luôn về cái mục SSR để cho các bạn xem. Ví dụ như là em Suicune. Đấy, cũng là một trong những em pet trạng thái có hiệu ứng gọi là ẩm ướt đấy. Và ở trong phần Pokédex, đây, cho các bạn xem một em nữa ở trong team độc thì mình cực kỳ là khoái em này. Đó chính là âm Zingate. Nó cũng có một cái hiệu ứng là 90% tỷ lệ khiến mục tiêu trúng độc. Đó, cực kỳ là ngon luôn. Thế thì bây giờ ấy, chúng ta run ra một trong những cái em đó thì chúng ta chơi thôi, đúng không? Và build đội hình xung quanh em nó thì cực kỳ là ngon. Tuy nhiên, đội hình nào mạnh nhất, đội hình nào yếu nhất, đấy, hay là như thế nào thì bây giờ mình sẽ chỉ các bạn. Thực ra ở trong này thì cũng chả có đội hình gì mà yếu nhất đâu, mà nó chỉ khắc chế nhau thôi. Đấy, các bạn lưu ý là lửa sẽ khắc chế cỏ này, điện sẽ khắc chế nước, kiểu kiểu như vậy. Thế cho nên là các bạn hết sức lưu ý. Hỏa rồng cũng tương tự. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi lần lượt từ những cái team mà dễ build nhất dành cho anh em nông dân nhá. Đầu tiên ấy, anh em nông dân mà dễ build nhất thì đối với mình đó chính là team điện các bạn ạ. Team điện các bạn nhé. Đó, các bạn biết tại sao? Đầu game, khi mà chúng ta làm nhiệm vụ vào game nhận phát là đã có luôn em Raichu rồi. Đấy, và em Raichu này là một trong những em Pokemon SR mà có sức sát thương gây ra cực kỳ khủng khiếp, đặc biệt khi nó kết hợp với một em Pokemon đó chính là Pika. Thì em Pika này cũng rất là dễ kiếm các bạn ạ. Đấy, các bạn chỉ cần tích đủ 80 cái xu bạc thôi và chờ một vài ngày. Đó là chúng ta sẽ có thể quay ra cái team điện ở đây này. Đây là hôm nay nó ra team độc luôn rồi. Nhưng mà trước cái team này thì nó ra một cái team điện. Ấy thì chắc chắn là cái tỷ lệ ra Pika cực kỳ cao. Thế cho nên là các bạn hoàn toàn có thể build được một team điện cực kỳ đơn giản. Và riêng em Pika này thì chúng ta chỉ việc build vào thủ thôi. Build vào thủ để cho nó lấy cái hiệu ứng sử dụng skill ulti một cái. Thì em này sẽ xếp ở vị trí thứ hai nhá. Còn em Tanker thì chắc chắn là ưu tiên là em Mew hoặc là em
Snorlax gì đó, nhưng mình thì mình thích em Mew hơn, hoặc là có em Tanh gì thì vứt vào. Đó, mình sẽ chỉ nói đến hai em chủ lực ở trong từng team thôi nhá. Thì ở trong team điện thì chúng ta cần phải có em Pika để có 100% tỷ lệ khiến mục tiêu bị tê liệt. Sau đó thì em Raichu sẽ build mắc lên tất cả tài nguyên nguyên liệu là dồn cho em Raichu. Thì như vậy là khi nó gây ra cái sát thương ulti ấy, kèm theo sát thương thực ở trạng thái tê liệt nó quá gắt. Thì đây là một trong những team mà cực kỳ dễ chơi, dễ trúng thưởng, hoàn toàn có thể bắt được ở trong phần đại lục Pokemon. Đây, cho các bạn xem luôn. Đại lục Pokemon thì đây, vào cái phần này là chúng ta thấy này, ở đảo trung tâm là đã có thể bắt được Pika rồi. Pika sau này hoàn toàn có thể tiến hóa được lên Raichu nhá. Pikachu chứ không phải là Pika nhé. Bắt được Pikachu nhá. Đó, thì chúng ta có thể tiến hóa lên được em Raichu. Như vậy là quá ok các bạn. Rồi, ui, phẩm nào mình nhớ đấy nhỉ. Build team điện thì dễ lắm. Nhưng mà cũng có một số team khác để cho các bạn có thể ví dụ như không quay ra Pika chẳng hạn, mà bạn nào hên hên đầu game lại quay ra Charizard X luôn, thì chúng ta có thể build team lửa. Đó, team lửa thì các bạn lại phải build theo kiểu là nửa tanh nửa đam ấy, để cho nó theo kiểu là sát thương thiêu đốt theo thời gian, đánh càng lâu thì nó đốt càng đau ấy. Thì team lửa thì chơi như nào? Team lửa thì các bạn sẽ ưu tiên team hỏa đây. Đây, team lửa thì các bạn quay ra mà Mega Charizard X là vừa có sát thương vừa có thiêu đốt, rất là ngon. Kèm theo nữa một em mà mình thấy hay, đó chính là em cái công đơn này này. 650% công tuyệt kỹ luôn các bạn nhé. Và tăng sát thương ở trạng thái thiêu đốt. Đấy, kèm theo 70% tỷ lệ thêm một lần đánh thường nữa các bạn. Đó, cho nên là team lửa thì các bạn cứ chơi hai em này. Càng nhiều em mà có hiệu ứng thiêu đốt càng tốt, bởi vì nó cứ cộng dồn vào thì càng đau, càng đánh càng đau các bạn ạ. Đó là về team lửa nhá. Còn ví dụ như một số team khác cũng mạnh, sau team lửa chắc chắn là team độc rồi. Team độc nó khó lấy hơn một tí, tức là phải chờ. Nếu như bạn nào hên thì không nói, nhưng mà nếu như bạn nào mà chờ đúng cái lúc chính xác team độc ra thì ngày hôm nay là ngày thứ 10 hay là 11 gì đó ở trong server rồi, thì nó mới ra team độc. Thì lúc này mình có cơ hội để sở hữu được em Zingate, đúng không? Thì có team độc thì các bạn chơi đam chính là con nào ở giai đoạn đầu game, thì mình khuyên các bạn một em rất rất mạnh, đó chính là em Gengar. Cố gắng là sở hữu được em Gengar Flash nhé. Đó, và có cái hiệu ứng skill đánh đau lắm các bạn. Một ngoạm là biết liền luôn. Nếu mà có trúng độc là còn gây sát thương bằng 30% tất cả búp trúng độc cơ mà. Gắt thế chứ đấy. Thế cho nên là em Gengar này là một trong những em pet mà có sức sát thương cực ảo. Quá nhái luôn trong phân khúc SR. Đấy, cho nên là các bạn team độc thì chắc chắn là phải có Gengar và có Zingate rồi. Zingate thì không thể thiếu rồi, gọi là Pokemon chủ lực. À, không phải là chủ lực mà gọi là key ấy, giống như kiểu đánh liên quân hay bảo key player ấy, kiểu thế, bắt buộc phải có. Đó là về team độc. Còn team nước chẳng hạn, team nước thì các bạn lại phải sở hữu được em gì? Team nước thì chắc chắn rồi, team nước thì không thể nào mà các bạn thiếu được em gọi là Suicune đâu, bởi vì nó có cái hiệu ứng ẩm ướt. Đó, nói nhanh cho vuông là như vậy, nó có một cái hiệu ứng ẩm ướt ở đây đấy, công nhóm khiến đội địch chịu trạng thái ẩm ướt. Đó, cực kỳ là đơn giản luôn. Thế còn Pokemon chủ lực thì các bạn lại mắc vào đâu? Thì đây, cho các bạn xem. Team nước thì Pokemon chủ lực các bạn có thể mắc vào Articuno, bởi vì là nó có 650% công tuyệt kỹ liền. Đấy, tăng 45% sát thương, rất đau, đau cực kỳ luôn. Nếu không các bạn quay ra em Gyarados này thì cũng ok, nhưng chơi Gyarados Flash thì nó sẽ gây ra sát thương ok hơn đấy. Nhá. Và ưu tiên tăng sao trước các bạn nhé. Ok, sau đó thì chúng ta mới tăng bản năng, bởi vì bản năng thì tăng ít lực chiến hơn là tăng sao. Và cái hiệu ứng nó gây ra không được nhiều, càng tăng sao lên tầm 90 sao gì đó thì chúng ta sẽ thấy cái sát thương nó gây ra là vãi nhái đấy. Còn có một cái team nữa cũng cực kỳ phổ biến, đó chính là team rồng. Team rồng thì các bạn không thể nào thiếu được Rayquaza rồi. Cái team rồng thì mình cũng review qua về cái em Rayquaza một lần rồi, cho nên là ở trong video này thì mình cũng sẽ không nói nhiều nữa. Nhưng mà chắc chắn là team rồng chúng ta phải có Rayquaza. Đó, kẹp theo một em. Ví dụ như bạn nào mà chơi Mega Garchomp luôn ấy, thì phải thực sự là có nhiều tài nguyên nguyên liệu và những bạn nào mà nạp một tí. Chứ còn cùng một lúc không thể nào mà build được hai em đâu. Cho nên là mình khuyên các bạn sẽ chơi vào em Dragonite kết hợp với lại Rayquaza các bạn nhé. Như vậy thì sẽ hợp lý hơn cho các bạn nông dân. Ok. Còn một cái team buồn cười nữa, đó chính là team mình đang chơi thì mình đặt tên cái team đấy gọi là team Lông Côm. Team Lông Côm là vì sao? Bởi vì chả con nào vào hệ nào cả. Ví dụ như Mew đây là một hệ đúng không? Mega Squirtle của mình cũng là hệ khác luôn. Còn Snorlax của mình cũng hệ khác luôn ạ. Ảo thực sự luôn. Nhưng mà đây cho các bạn xem luôn Mega Squirtle của mình thì ngày hôm nay cũng là 76.000. Đấy, em Mew này tăng được sao lên mà lực chiến nó cũng lên 66.000.
cũng gắt đấy, và mình cực kỳ yêu thích em Mew ở trong cái tựa game này, bởi vì nó đang tanh trâu cực kỳ luôn. Lát nữa mình sẽ cho các bạn xem em Mew khi sử dụng ulti thì nó sẽ như thế nào nha. Còn em Snorlax này thì cũng trâu đừng hỏi rồi, công thủ toàn diện đấy, cho nên là mình thích hai em này thôi. Nên là mình build một cái team lôm ca lôm cổm đây, buồn cười dã man luôn. Nhưng mà tiến tới ấy, khi mà đủ tài nguyên nguyên liệu thì chắc chắn là mình sẽ cho sang em Masadol đánh cho nó đau. Bởi vì là em Mega Skizzle này thì nó được cái ulti là né đấy. Đối phương đánh kiểu trượt 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 thế, nhưng mà cái sức sát thương đến từ ulti thì không có, chủ yếu là sức sát thương đến từ chiêu 2 thôi. Thế thì thà là mình chơi luôn Mega Masadol kết hợp với lại team này cũng ok. Đó, chả có vấn đề gì cả. Bởi vì là nếu như mình chơi Mega Masadol ấy thì mình sẽ yêu thích em Pika hơn, mình sẽ thay thế cho em Snorlax ở giai đoạn đầu game. Mình sẽ để cho em Pika ở slot thứ 2, còn em Mega Skizzle của mình thì mình sẽ để ở slot thứ 3. Đó, thì sau khi có hiệu ứng debuff cái thì em Skizzle của mình sẽ gây ra được sát thương nhiều hơn. Còn không thì các bạn chơi em Masadol là một trong những em pet mà chả cần cái mẹ gì, không cần buff cái gì, nó gọi là tự làm tự ăn đấy. Đây, Masadol là một trong những em pet dễ chơi, tự làm tự ăn, build với team gì cũng được. Và đặc biệt là có cứ có hồi máu các thứ là nó ok rồi. Đấy, bây giờ thì các bạn cũng có thể thấy là mấy ngày hôm trước mình chưa có thời gian, nên là mình chỉ đi gọi là mỗi một cái mình chỉ đi để làm đúng được cái nhiệm vụ trong này thôi. Đó, gọi là làm đây, click vào đây để đúng nhiệm vụ. Ví dụ như hoàn thành có 3 lần thì mình cũng vào hoàn thành đúng 3 lần, kiểu vậy ấy. Cho nên là kể cả trong đại lục Pokemon không bắt được. Thế nhưng mà sau khi mà mình bắt tăng sao được một tí này, rồi thì vào đi đánh ở trong phần hành trình thám hiểm ấy, hành trình quán quân ấy, thì được thêm một chút gọi là cái nâng cấp TM. Thì lực chiến của mình từ 270 hay là 280 gì đó mà lên vèo phát 351.000 chỉ trong vòng có một ngày thôi. Đó, thì ok, các bạn có thể thấy là cái việc mà chúng ta chăm chỉ cày cuốc đây thì nó khá là quan trọng, đúng không? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi test thử cái đội hình của mình để xem hiệu ứng của em Mew cũng như là mấy em này như thế nào nhé. Tất nhiên là đội hình này của mình là chưa tối ưu hóa được, do là đội hình của mình là chưa có em nào để có thể gây trạng thái cho em Mega Skizzle, cho nên là các bạn thông cảm nhé. Dần dần thì mình sẽ hoàn thiện đội hình và sẽ review chi tiết hơn cho các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau vào trong phần gym nào, gym để xem đánh đấm được ai không ta. Cơ bản là mất một tuần đầu mình thọt quá, bởi vì mình không có thời gian là mình cày cuốc. Mãi mấy hôm nay thì mình bắt đầu mới nghỉ 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 một chút thì vào đây cày cuốc thì cũng thấy nó đỡ đỡ hơn các bạn ạ. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chiến thử nhá. 351.000 mà đánh với lại bạn là 340.000 xem nào. Ui rồi, sao lại còn có 34.000 thế này. Để đội hình đội hình cho vui đúng không? Rồi đánh nhé, ra là đây này, nếu như mà để ngon nhất ấy thì các bạn sẽ cho em gọi là Pika sau khi được build vào đây để lấy hưởng debuff, sau đó cho Mega Skizzle vào đây thì đảm bảo các bạn là em Mega Skizzle này sẽ có ích hơn rất nhiều. Đó, nhưng mà hiện tại chưa có thì đành chơi kiểu này vậy. Không biết làm sao bây giờ, nên là nó hơi yếu một xíu. Nhưng mình muốn cho các bạn thấy là em Pokemon Mew này nó hay như thế nào. Ok, lát nữa thì mình sẽ không để auto mà mình sẽ cho các bạn thấy là em Mew nó kết quả ulti cực kỳ đỉnh cao luôn. Rồi, một đấm. Ui, team bạn thì chơi gọi là Gyarados Black kết hợp với cả em Masadol. Anh à, định làm một team bóng tối chăng? Đó, các bạn thấy không? Ulti nó cũng gây được bao nhiêu sát thương đâu, mà đây là 80% tỷ lệ né rồi mà cũng không ăn thua mấy nhá. À đâu, đấy là nó vừa đánh vào con Skizzle, quên, sorry các bạn. Rồi ok. Đó, Skizzle của mình sức sát thương gây ra cũng cảm giác cái ulti còn thốn hơn cả Mega Skizzle các bạn nhá. Ok, tiếp tục là sử dụng skill nào. Ui dồi ôi, đi xuống hết một lượt vậy. Đây này, chủ yếu sức sát thương của Mega Skizzle đến từ skill 2 trọng kích cái này. Rồi, oánh luôn. Tiếp tục bị khắc à? Thế mình oánh vào đây. Đấy, tăng liền. Rồi, nhìn thấy em Mew chưa? Có mấy quả ảo cầu lên trông hồi bao nhiêu máu luôn này. Thủ cực trâu. Uầy, 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 uầy. Mà sau đầu team bạn đánh ghê quá. Và team bạn thì có thêm một em gọi là có sức sát thương thiêu đốt, nên là rất cẩn trọng với cái em này nhá. Bây giờ thì mình sẽ cho em Snorlax ra để cho các bạn xem em nó đánh đấm như thế nào. Khá vui. Nói chung là em Snorlax thì khá vui các bạn ạ. Ok, dồn sức sát thương vào em này đi. Rồi, đánh. Và tiếp tục ulti vào nó đi. Snorlax của mình thì ra trận vẫn là 4 điểm mà năng lượng luôn rồi. Uầy, uầy. Rồi, quả này thì chắc chắn là kết liễu được là Masadol rồi. Ok luôn. Đau không? Các bạn thấy đau không? Uầy.
Đúng là tim lửa khắc chế mình người khác, đánh đau thực sự. Thế này thì khó thắng rồi các bạn ơi. Bởi vì mình mất đi Pokemon chủ lực rồi. Đấy là cái sự yếu đuối, sức sát thương, thiếu sức sát thương đến từ em gọi là Mega Skizzle của mình. Lý do là bởi vì nó bị thiếu mất cái hiệu ứng khống chế. Thế cho nên là hơi thốn tí. Đấy, nhưng mà mình yêu thích ở đội hình của mình đó chính là em Mew và em gọi là Snorlax. Nhưng thực ra thì mình chưa đủ tài nguyên thôi. Với lại ở trong cái phần sự kiện ấy, nó đang ở trong phần nhiệm vụ sổ thu thập. Cho nên là mình chưa reborn được để build sang ma sát đầu. Hy vọng rằng là build sang ma sát đầu thì cái sức sát thương, cái hiệu ứng nó gây ra sẽ hợp lý hơn. Rồi, Snorlax nào, quánh đi. Ghê chưa, sức sát thương một phát lấy được 45% máu của em gọi là ấy luôn nhá, cá chép luôn nhá. Đau phết chứ đùa đâu. Rồi, team bạn thì ra làm gì nữa đây? Đây này, em R này cũng là một trong những em tank cực kỳ trâu các bạn nhé. Rồi, này các bạn nhìn sử dụng chiêu 2 này. Hồi đống máu luôn các bạn. Rồi, đánh vào đây đi. Team bạn rất nguy hiểm nhé, bởi vì có con Volcanion này thiêu đốt đầu. Đấy các bạn thấy không? Mew cứ mất 3.000 máu, 3.000 máu. Hồi chả kịp đi. Rồi, đánh đi. Ok, bây giờ chả ăn thua các bạn. Nhưng có giảm hồi phục. Ok, Snorlax thì ngủ rồi. Ngủ dậy thì hồi rất nhiều máu luôn. Quá hợp lý. Rồi, quánh đi. Team bạn chỉ cần cứ sống sót được sau đó là ấy thôi. Chờ thiêu đốt là mình ngỏm rồi. Rồi, ok, để xem nào. Wow, cái gì đây? Úi dồi, đau thế. Úi dồi. Rồi, tiếp tục là sử dụng tuyệt kỹ đến từ Darkrai team mình. Nhưng mà không gây ra được bao nhiêu sát thương cả. Dính một chưởng nữa, mất 16.000 HP là đi ngỏm luôn. Đây, các bạn nhìn thấy quả ulti này. Ulti cho chính nó được nhá. Các bạn tin là đầy máu luôn không? Úi dồi, đỉnh cao luôn đấy. Rồi bây giờ sử dụng ulti của em Snorlax, hy vọng rằng là kết liễu được em gọi là cá chép. Nhìn này. Nhìn này. Ui, gần đầy cây máu luôn nhá. Xả. Quả đấy dính gọi là thiêu đốt tí nhưng mà vẫn gần đầy cây máu, dã man không? Em Mew đánh sướng thế cơ mà. Tiếp tục là gây choáng đến từ em Snorlax. Ok, team bạn gây sát thương cũng đau phết đấy. Tiếp tục hồi máu. Tiếp tục là ăn mới ngủ. Mỗi tội là em Snorlax này mà có thêm quả ulti là ẻ nữa, ăn ngủ ẻ thì đúng là Pokemon gọi là sướng nhất cái thợ game Mega đại chiến. Đúng không các bạn? Ok, rồi. Thế thì ở trong video này thì mình cũng chỉ review cho các bạn xem qua về cái hiệu ứng skill cũng như là cái em tanker cơ để cho các bạn xem ở trong đội hình của mình như thế nào thôi. Còn hướng dẫn các bạn thì vẫn hy vọng rằng là các bạn có thể build đúng đội hình của mình thì nó sẽ khỏe hơn. Đó, mình là mình đen, mình quay hoài nó không ra được những em Pokemon cần thiết để xây dựng một đội hình chuẩn thôi. Đó, ok. Như vậy là trong video này thì các bạn hy vọng rằng là các bạn có câu trả lời cho một cái câu hỏi, đó chính là Pokemon SSR nào là mạnh nhất, và cũng như các bạn cũng có thể đặc biệt là những bạn nông dân thì có thể biết cách build team cho mình nhá. Ok, thì các bạn đừng quên là ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá và để lại cho mình một nút like để mình lấy thêm động lực. Còn video này của mình đến đây là hết rồi. À, chiều nay thì chúng ta sẽ có một video nữa để cho các bạn xem giải trí nhá. Bởi vì tối nay mình không livestream đâu mà. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!